Nguyệt Ánh lần đầu khoe ảnh gia đình độc đáo có 102 bên chồng Ấn Độ và con trai sau hơn 2 tháng hạ sinh quý tử đầu lòng. Đây là lần đầu tiên diễn viên Nguyệt Ánh chia sẻ ảnh gia đình với công chúng. Đầu năm 2017, diễn viên Nguyệt Ánh chính thức về chung nhà với ông xã người Ấn Độ. Trong sự chúc phúc của người thân bạn bè, sau khi kết hôn, diễn viên Cổng Mặt Trời có cuộc sống khá hạnh phúc viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng ông xã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng sau khi mang thai và sinh con, Nguyệt Ánh trở nên khá kín tiếng. Người đẹp này hầu như không chia sẻ về cuộc sống riêng bên cạnh chồng con trên mạng xã hội. Song mới đây, Nguyệt Ánh bất ngờ chia sẻ ảnh gia đình ba người vô cùng độc đáo trên trang Facebook cá nhân. Dù vẫn không khoe mặt con trai, nhưng động thái của nữ diễn viên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Nguyệt Ánh chào tháng 10 vô cùng đặc biệt khi khoe ảnh gia đình độc đáo. Từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh hạnh phúc bên chồng Ấn Độ. Phong cách chụp ảnh gia đình của Nguyệt Ánh nhận được nhiều lời khen vì quá độc đáo. Người hâm mộ để lại vô số lời khen bên dưới bài viết. Vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành và diễn viên Khali hào hứng để lại bình luận. Khali, cưng quá à, Nguyệt Ánh, cả gia đình nhớ cu Ly. Khali, cu Ly sắp về rồi, về hú nhau hội họp đi, trụ gia đình Bảo Bảo luôn. Nguyệt Ánh, ừ đúng rồi đó. Nhớ Bảo Bảo quá, Lương Thế Thành, Nguyễn Ngọc Thúy Diễm. Lương Thế Thành, bữa nào hẹn gặp đi, cho hai ông nhỏ gặp luôn. Nguyễn Ngọc Thúy Diễm, giao lưu hội tả sữa.